Uh, hello các bạn thì hôm nay chủ đề video clip này nó không phải là một cái chủ đề về xe nhưng mà mình quay thì cái phong về xe để mình nói chuyện với các bạn ha thì cái chủ đề video clip hôm nay mình sẽ nói về cái đi tour chuẩn bị những cái gì rồi trong cái quá trình mình đi tour thì mình sẽ à, như thế nào đi đòn sao mà đi một mình nó như thế nào thì cái điều đầu tiên đây là cái kinh nghiệm bản thân có thể là nó sẽ phù hợp với lại một vài bạn có thể là nó sẽ khác nó sẽ không phù hợp cho nên là chúng ta khi mà coi video này thì bạn nào mà cần nghe hoặc là mình cần cái kinh nghiệm thì có thể là xem tiếp ha còn nếu như mà cảm thấy là không cần thì có thể là không xem video này à, điều đầu tiên khi mà mình đi xa thì không phải là một chiếc xe à, phân khối lớn hay là mình phải cần cái chiếc xe mà độ hay gì hết á. À, khi mà mình muốn đi xa, cái đầu tiên chúng ta là một chiếc xe bình thường có thể là mình chạy ok không có hư hỏng là được rồi. À, đầu tiên để mình chuẩn bị đó là mình sẽ kiểm tra áp suất bánh xe, kiểm tra hết những con ốc ở trên xe, rồi dàn cổ xe, rồi niền xe nó có bị cong vênh hay gì không. đó Rồi tiếp sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại là nhớt mình thay là đã lâu chưa hoặc là nó vẫn còn đảm bảo cho cái hành trình của mình hay không, đó là những cái việc mà chúng ta cần quan tâm với chiếc xe. thì trong suốt cái quá trình mà các bạn sử dụng xe thì đôi khi các bạn sẽ không chú ý một vài cái điểm trên xe của mình, mà khi mà đi xa, nếu như mà chúng ta không chú ý thì nó sẽ dẫn ra những cái sự cố mà rất là phiền đó. và những bạn mà mình đi xe dây sinh trần thì đặc biệt phải lưu ý ví dụ như mà các bạn đắt xô quá các bạn đi á thì xe về mưa chưa kịp rửa xe rất là dơ ha nhưng mà cái mà các bạn quan tâm các bạn nên xử lý đó là Hắn dĩa cũng như là dây sơn nhông sinh dĩa rồi phanh dĩa đồ đó thì mình sẽ vệ sinh cái nhông sinh dĩa làm sao cho nó sạch nhất mình sẽ bôi xịt dưỡng sơn vô để mình giúp cho cái vận động của dây sơn dĩa nó không có ma sát lớn nó không có tạo ra tiếng kêu và nó sẽ không có bị hao mòn các cái chi tiết mà truyền động đặc biệt đó tại vì khi mà chúng ta đi một chiếc xe dù mà máy móc chúng ta có mạnh có tân tiến cỡ nào thì cái nhông sinh dĩa nó cũng là một cái bộ phận mà nó dễ hao mòn và nó trực tiếp mà nó dẫn động cho chiếc xe chúng ta có thể là chạy tốt hay không đó. khi mà cái xe các bạn chạy mà các bạn nghe cái tiếng dây sơn nó kêu lớn các bạn chạy cũng không có hỏi máy nữa và cái à, tốc độ của mình chạy mình cảm thấy là nó không có mượt mà chiếc xe đó là một cái phần rất là quan trọng khi mình đi tour với một chiếc xe mà có dây sinh trần còn đối với những bạn mà chạy xe sinh hợp thì có thể là mình sẽ một năm mình sẽ vệ sinh và mình sẽ xịt dưỡng sơn khoảng tầm 4 lần đó rồi cái thứ hai chúng ta quan tâm có nhiều bạn sẽ suy nghĩ là đồ bảo hộ à, đồ bảo hộ với lại xe lớn và đồ bảo hộ xe nhỏ thì nó có khác gì và dòng nét với lại dòng xị bọt đồ bảo hộ xe nhỏ hay xe lớn gì cũng đều rất là quan trọng hết. À, tất nhiên là đi xe nhỏ thì các bạn không phải là mình nói là các bạn không thể nào mặc nguyên một cái bộ giáp được. Đi xe nhỏ vẫn có thể mặc nguyên một bộ giáp nhưng mà sao? À, khi mà chúng ta mặc cái bộ giáp đó nó không phù hợp với chiếc xe của mình, đó, nó không phù hợp với lại chiếc xe với lại điều kiện mình sử dụng ha, thì mình cảm thấy là nó thứ nhất là nó khó chịu, thứ hai là mình nó sẽ hạn chế cái vận động cơ thể của mình thì mình sẽ chạy xe không có được đảm bảo an toàn đó đó đúng thật sự là các bạn mua một cái bộ bảo hộ về để mình chạy và rất dễ gặp sự cố để các bạn có thể test được cái sản phẩm đó cái bộ giáp đó còn nếu như khi mà các bạn đi những chiếc xe nhỏ thì mình có thể là sắm những cái bộ giáp nhẹ à, giáp nhẹ vừa với lại cái thoải mái khi mà mình chạy xe còn đối với là những chiếc xe mà lớn hơn thì các bạn sẽ trang bị những cái bộ giáp mà nó À, đảm bảo với lại cái điều kiện vận hành của mình ví dụ như một chiếc xe mà quay xe rim hay là center đâu các bạn chạy với cái vận tốc là 60 70 hoặc là 50 thì các bạn có thể là sắm những cái bộ giáp mà nó vừa nó nhẹ giáp nhẹ gọi là giáp lưới đó đó hoặc là các bạn có thể là bọc gói hoặc là bọc cù chỏ đó là những cái vị trí mà nó dễ bị à, tiếp xúc nhiều nhất khi mà mình có cái sự cố tất nhiên là các bạn sắm cái bộ giáp để mình mặc lên người để cho nó đảm bảo an toàn khi mà lỡ mà mình đi à, mình trượt nhớt hay là mình trượt cát gì mình té hoặc là những cái người mà người ta chạy vô ý người ta tông ra chúng mình nó để là phòng ngừa cho bản thân chứ không phải là các bạn mặc giáp vô là các bạn có thể là mình muốn chạy sao mình chạy chạy như thế nào mình chạy đó là bất tử là không có nha à, Trên chiếc nét thì mình đã từng chạy nét rồi cái nét này thì nó không có phân biệt là bao nhiêu cc hết á nhưng mà thường thường mình ngồi nét mình mặc nguyên một cái bộ giáp da là mình chạy rất là khó chịu cái này là mình đã uh, trải nghiệm rồi và trên những cái dòng xe bọt mà tầm khoảng 300 cc á mình ngồi lên mình mặc giáp mình chạy không được rồi đến đây là cái cảm nhận của bản thân và cá nhân mình ha mình cảm thấy là những cái cử động chân tay rồi những cái uh, chỏ rồi của mình á là nó không có được tự nhiên à, có những cái uh, mua mình đi và mình mặc những cái đồ đó thì nhìn nó có vẻ là nó hầm hố nó đẹp nó ngầu lắm nó sẽ đảm bảo được an toàn nhưng mà khi mà mình chạy xe đó mình cảm thấy là mình không thoải mái thì làm sao có được cái an toàn đó vì dẫn tới là mình chạy xe nó không có được mà ok đó thường thường đó là những cái dòng xì bọt này nè thì các bạn sẽ mua những cái đôi dài mà cao qua mắt cá còn đối với những chiếc xe nét hoặc là những cái dòng mà Accenter đồ 150cc á, thì các bạn sẽ mua những cái đôi dài mà nó tầm khoảng tới mắt cá thôi thì nó sẽ thoải mái cho các bạn hơn bao tay cũng vậy à, bao tay á thì cái bao tay thật sự ra thì cái bao tay mà nó không nó nó cao á, nó dài qua cái cái mắt cá tay lên tới trên cái uh, giữa giữa của cái uh, cái cổ tay mình nó thì cái những cái loại bao tay dài đó thì nó không có thoải mái bằng những cái bao tay mà cục mà tới uh, lưng lửng bao tay ngắn bao tay ngắn và tay dài cho dễ hiểu bao tay ngắn thì nó sẽ thoải mái hơn đó à, một cái bạn mà người ta mà mang bao tay dài ấy, à, khi mà người ta háo ra với một cái bạn mà mình mang bao tay ngắn ấy, thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều à, các bạn không phải là mình lên xe rồi mình chạy một nước một và lên tới chỗ không có trong cái quá trình mình chạy xe mình còn phải lên xuống các kiểu rồi mình nhường lại nghỉ ngơi rồi đổ xăng rồi uống đồ thì trong cái quá trình này Đối với những cái đồ mà nó quá rườm rà, nó quá là phức tạp Thì mình sẽ cảm thấy là nó rất là mệt Tại vì các bạn đã chạy xe nó đã mệt rồi Và bây giờ các bạn xử lý một cái đống đồ mà mình vác trên người rồi mình đem theo nữa Thì nó sẽ càng mệt hơn Thì cuộc hành trình mình nó sẽ không thoải mái đó. Còn những cái dòng xì bọt này á, thì thường thường mình sẽ mang những cái đôi dài mà cao, cổ cao và mang bao tay dài hoặc là ngắn thì cái này thì tùy. Bao tay nó cũng không quan trọng lắm đó còn đôi dài thì nó sẽ mang cao hơn mắt cá để làm chi nó để là cái nhiệt độ mà từ những cái dòng xe sport này á nó ra nó không có làm nóng cái chân của các bạn đó và trên những cái dòng xì bọt này thì mình có thể là mang nguyên một cái bộ giáp da chạy rất là ok đó cái xe nó sẽ có cái tốc độ cao thì khi mà mình mặc những cái bộ da như vậy mình chạy xe những cái dòng sport 1000 này là nó sẽ đảm bảo cho mình cái độ an toàn rồi nó sẽ thoải mái hơn nó tốc độ mình cao mình chạy mình mặc đồ mình cảm giác là nó sẽ cứng người mình hơn mình chạy nó sẽ an toàn an tâm hơn rất là nhiều còn những cái dòng xe nhỏ đó mình chạy mình cảm giác là cái người mình nó mang giống như là một cái áo giáp sắt vậy đó. À, mình ngồi lên một chiếc xe cái tốc độ của nó chỉ vừa vừa thôi đó chạy mình cảm giác là giống như là nó khó chịu nó nóng bức trong người mình thì cái này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn À, về cái vấn đề mà đồ bảo hộ còn cái vấn uh, nón bảo hiểm nón bảo hiểm thì nó cũng sẽ chia rất là nhiều dòng nếu như ở việt nam mình chỉ cần đội vừa thôi có những người người ta đi người ta nghiên cứu về nón người ta mua nón rất là chuẩn nhưng mà anh em mình đi mua thường thường là mình sẽ đội nón tùm lum kiểu hết ví dụ như là hít về cái màu sắc hít về cái hãng này rồi mình không bao giờ quan tâm là ở ờ, nón đó là nó sẽ thiết kế để mình chạy nhanh hay chạy chậm hay là chạy tua như thế nào mình chỉ cần biết là nón nó đẹp, thương hiệu nó ok là mình quất Hoặc là nó sẽ vừa tới túi tiền mình là mình mua Chứ mình không quan tâm tới vấn đề về chất lượng cũng như là cái trải nghiệm của nón Ví dụ như có nhiều dòng nón, mình chạy nhanh, nó đầm, nó ok Nó không có bị lắc cái đầu mình, cũng như không có bị nghiêng cái đầu mình Nhưng mà có những cái dòng nón mà khi mình đội lên mình chạy Bình thường không sao hết, nhưng mà các bạn lên những cái dòng xe lớn các bạn chạy á ngoài 200 km giờ là các bạn cảm thấy là cái độ mà lướt gió của nó không có nó sẽ làm cái đầu mình nó bẻ qua bẻ lại rất là khó chịu thì các bạn mà đi xe nhỏ thì các bạn sẽ không hiểu được cái vấn đề này đâu nhưng mà đối với những bạn từ xe nhỏ lên xe lớn thì người ta cứ nghĩ là chỉ cần nón phun phay là ok nhưng mà người ta không có nghiên cứu về nón nó sẽ có những cái dòng mà để mình đi uh, nét ok những cái dòng mà đi xe nhỏ ok có những cái dòng đi phải đi xịt bọt mà mình phải đi nón như thế nào đó À, đơn cử đây thì mình đang đi cái nón AGV, AGV K1, K1, K3 và K5 thì cái dòng nón K1 nó thiết kế theo cái form của AGV Bitta là một cái mẫu nón mà thuộc cái dòng đua đó ngồi xì bọt nước gió rất ok nhưng mà khi mà mình đội cái AGV mình chạy với giá chính á thì cái tầm nhìn của nó không có được tốt không được ok đó là theo cái quan điểm của mình nó cái tầm nhìn của nó nó hay bị khuất khuất khó chịu lắm nhưng mà khi mà mình đội với chính mình chạy cái K3 của AGV luôn thì nó lại thoải mái hơn. Cái tầm nhìn, tầm quan sát của mình nó sẽ tốt. Rồi mình đi thì cái ánh sáng mặt trời nó sẽ không có bị chiếu hẳn vào mắt của mình mặc dù là mình không xài kiến đen nha. Cái này đang nói là về xài một kiến màu trắng thôi. Hoặc là ví dụ như đã mình đã từng xài cái LS2, cái mã là 323 thì đi á, ngược sáng nắng rồi hẳn vô mặt luôn nhưng mà nó vẫn không có rồi hẳn một cái mắt của mình chạy rất là ok ngồi những cái dòng xe nét chạy dưới 200 thì rất là tốt nhưng mà khi mà mình chạy trên 200 thì chỉ có mình hiện tại mình đang xài là cái AGV K1 thì rất là ok về cái vấn đề mà cái tốc độ khi mà cái nón lên nó không có bị lắc không có bị bẻ đầu của mình nhưng mà K1 mà đội với chính chạy thì nó lại không ngon đó À, về cái vấn đề mà đi chơi mang đồ như thế nào mà cho nó hợp lý đi chơi á, thì mang đồ như là những cái trang thiết bị ví dụ như ốc vít bù lon tán gì đó thì các bạn phải để vô xe làm thế nào mà cho nó gọn nhất đó, các bạn sẽ lựa ra những cái nào mà mình thật sự là mình cần phải xài mình đem theo và đặc biệt là mình phải đem theo một cái bộ giá xe bộ giá nắm nếu như mà bạn nào đi những cái dòng xe nhỏ có ruột thì chúng ta không phải cần lo những vấn đề đó ở trên đường luôn có những cái chỗ giá xe cho các bạn còn đối với những cái dòng xe mà vỏ không ruột giống như xe của mình đang quay cho các bạn xem thì các bạn nên sắm cho mình một cái bộ giá nấm lưu ý là clip này mình không quảng cáo bất kỳ một cái sản phẩm nào ha đó bộ giá nấm thì các bạn có thể là mua bất cứ ở đâu thì cái bộ giá nấm này mình đã giới thiệu với các bạn cũng khá là lâu rồi và hiệu quả giá nấm nó sẽ khác giá lụi ở chỗ nào các bạn hãy mua và tự mình trải nghiệm riêng bản thân mình thì giá nắm rất là ok ví dụ như các bạn bị lụng bánh xe chúng ta phải giá trong thì bây giờ cái giá nấm à, nếu như mà ở hang điểm 10 thì cái bộ giá nấm nó sẽ được 8 điểm so với là giá trong và cái thời gian giá cũng như là xử lý cái tình huống nó rất là nhanh không cần phải rắc rối phải háo bánh hay này nọ ra đó trên đường mình lũng thì không phải là chỗ nào cũng dám tháo cái vỏ xe ra cho các bạn đâu ha và nó cũng không có cái ben nâng mình sử dụng những con đội hay này nọ rất là phiền phức và phức tạp đó và để tháo được cái giỏ cái cái bánh của chiếc bêm này ra thì không phải là đơn giản cho nên đó, là sử dụng bộ giá nấm là tuyệt vời nhất vấn đề mà đem theo đồ nhiều nếu như mà bạn nào mà đi hai người cần phải đem theo đồ nhiều hoặc hành trình nó quá dài ví dụ như từ đây ở đà nẵng chẳng hạn và các bạn có thể là các bạn ghé nha trang rồi ghé ti hòa quy nhơn hay gì đó thì các bạn trước ngày các bạn đi 5 ngày hoặc là từ 6 ngày các bạn sẽ ra trung tâm của việc heo á việc heo bot hoặc là bưu điện hay gì đó các bạn sẽ gửi đồ lên trên đó trước các bạn sẽ đóng hồng mình sẽ chia ra ví dụ như mình tới nha trang một ngày hai ngày gì đó các bạn sẽ gửi trước một cái gói hàng lên nha trang trước rồi khi các bạn ở chơi nha trang xong các bạn khai đồ dơ ra các bạn đóng gói lại vào cái hồng đó rồi các bạn gửi ngược về nhà của mình là khi mà mình đi chơi về đó là người ta sẽ mang hết tất cả những cái gói hàng đó đem về nhà mình cái phí gửi rất là hấp và mình sẽ không cần phải mang theo đồ nhiều các bạn chỉ cần đem theo xịt dưỡng sên rồi những cái uh, uh, lặt vặt để mình cần xài liền ở trên đường đó ngoài ra thì mình hạn chế tối đa cái vấn đề mà đeo ba lô nặng ví dụ như người sau đeo ba lô mình cũng nên hạn chế tối đa cái vấn đề mà mang ba lô nặng và mình đi một mình thì cũng nên như vậy các bạn không nên là cột đồ ở phía sau cột đồ ở phía sau thì tất nhiên là các bạn cần thì bạn lấy liền rất là nhanh nhưng mà khi mà mình chạy gặp trời mưa hay là mình đi dưới tốc độ cao thì nó sẽ không có đảm bảo cho mình cái hành trình mình ví dụ như nhiều khi nó bị rớt nè mà rớt á thì nó rớt hẳn luôn không sao nhưng mà nó rớt cái kiểu mà chằng chằng đồ á thì có nhiều khi nó phải dướng cho bánh xe của các bạn đó nó sẽ rất là phiền phức ha cho nên nó là tốt nhất mình nên gửi đồ lên trước Cái chỗ mình đi chơi xong rồi mình gửi về Tiền nó không bao nhiêu hết á Nhưng mà nó là sẽ giúp cho cái cuộc hành trình của mình nó sẽ tốt hơn Rồi trong cái quá trình mình mình đi tour như vậy Ví dụ như đi từ hai xe ba xe Mình thường các bạn trẻ thường hay lựa cái thời điểm đi là vào ban đêm Thì khi mà đi ban đêm như vậy thì trên đường nó sẽ có những cái cướp bóc hay này nọ à, một khi mà chúng ta đã muốn ngừng lại thì các bạn sẽ chọn những cái điểm giống như là cây xăng chẳng hạn nè, rồi những cái uh, quán quán ăn người ta mở cửa hay là gì đó, những cái chỗ mà nó có người. Các bạn đừng bao giờ mà ngừng lại những cái nơi mà nó vắng vẻ thì không có được tốt ha. Và mình lên đèo vào ban đêm á thì mình nên lưu ý một cái vấn đề là không phải là đường đó của một mình mình. Mình đi nhiều khi á là sẽ có những cái người uh, người ta À, ngừng ở ngay chỗ cái cua hay gì đó rồi đường đó nó sẽ có nhớt hay này nọ thì các bạn đi ban đêm thì sẽ lưu ý và một cái điểm rất là nguy hiểm đó là à, những chiếc xe tải hoặc là xe à, máy cài hay gì đó người ta sẽ dựng ở trong cái làng xe máy của mình các bạn đi nếu như mà ban đêm bạn không chú ý bạn chỉ cần lơ là một tí là mình có nguy cơ là tông hẳn vô đích những chiếc xe dựng ở lề đường như vậy cái đèn của mình thì nó không có được sáng xa và mình đi bằng đêm thì nó cũng chập chọn rồi rồi những cái con rầy con này nó chết nó bám trên nón mình mình sẽ không thấy rõ thì dẫn tới là những cái sự cố đáng tiếc như vậy trên đường rồi khi mà mình đi tua như vậy á, thì mình sẽ à, kiểm tra xem là khi mà mình tới chỗ mình kiểm tra xem sơ sên của mình á, nó có còn được bôi trơn tốt hay không nếu như mà nó không bôi trơn tốt thì các bạn à, chỉ việc xịt dưỡng sơn trực tiếp lên trên cộng di sơn mình thôi không cần phải rửa tại vì các bạn đi xa các bạn sẽ không có điều kiện để mình rửa đó. rửa cái kiểu mà giống như dạng mà trây nhớt mà để mà chà chà xong rồi cái nghiêng xe lên quay rồi xịt nước sơ sơ nó còn hại hơn là cả các bạn rửa bình thường nữa các bạn xịt dưỡng sơn bình thường vào trong cái mắt rulo của di sơn là chúng ta có thể là đi được rất là tốt và về tới nhà xong rồi chúng ta vệ sinh không có vấn đề gì hết đó Tại vì sao khi mà các bạn rửa bằng bất cứ cái dung dịch gì lên cái cộng di sinh của mình trong cái lúc mình thi tô, các bạn sẽ rửa không có sạch cái dung dịch đó, không có máy rửa xe mà xịt nước cái kiểu mà qua lo đại khái, thì khi mà cái chất mà rửa sơn nó, nó còn bám trong cộng di sơn mình xịt cái dưỡng sơn lên, mình chạy một khoảng là nó đã hết cái dưỡng sơn rồi và nó sẽ gây ra là ăn mòn nhông dĩa của mình rất là ghê. về đèn đốt thì có nhiều bạn có một cái quan điểm như thế này khi mà mình đi tour mình gặp mấy xe tải á pha đèn mình ghét lắm mình sẽ rồi hẳn đèn trợ sáng vô mặt của tụi nó để bỏ ghét nhưng mà các bạn nên lưu ý một cái vấn đề như vậy à, trong những cái clip mình có cũng có nói nhưng mà trong clip này nói nó sẽ hay hơn đó là khi mà bạn làm như vậy á thì người ta sẽ không thấy được bạn đang chạy ở vị trí nào nhiều khi người ta đang vượt xe chẳng hạn đi các bạn rọi đèn pha cái kiểu đó thì nó sẽ đụng trúng mình luôn đó cái đó là mình tự hại bản thân mình rồi cái điều nữa đó tôi muốn nói luôn cho các bạn là những cái tài xế xe đường dài người ta chả có sợ cái đèn l 4 l yết gì của bạn đâu các bạn có rọi cỡ nào người ta cũng chả sợ đâu riêng bản thân mình đây thì khi mình chạy xe hơi cũng nằm khoảng được mấy tháng rồi và cũng có nhiều người người ta chỉ cho mình cái cách chạy xe hơi khi mà bị đèn pha rồi ngược chiều á thì thường thường tài xế người ta sẽ hà nhìn về cái phía trước Chứ không có ai mà nhìn thẳng vô cái đèn của các bạn rọi đâu Cho nên là người ta sẽ không bị chói Nhưng mà khi mà các người ta mà rọi ngược vào phía phía bạn á Thì các bạn sẽ bị chói Tại vì lúc đó bạn sẽ nhìn thẳng vào cái đèn của người ta rọi Chứ các bạn không chịu nhìn vào đường mình chạy Dẫn đến là mình không thấy đường chứ không phải là người ta không thấy Cho nên là lưu ý cái vấn đề này Ví dụ như à, Mình có ghét người ta dữ lắm thì mình nhá đèn vài cái thôi Rồi mình tập trung mình chạy là chính đó, chứ mình đừng có nên ăn khô chứ là xe hơi tại vì sao nhiều khi xe hơi nó cũng không phải cố tình nó rọi nhưng những cái hằng mà ngu thì mình không nói nhưng mà ví dụ như lỡ người ta đi xe lớn người ta nhìn rồi ban đêm người ta nhìn không thấy rõ bạn nào có chạy xe hơi rồi thì sẽ biết sẽ không cảm được nhìn ban đêm ngồi xe hơi nhìn ban đêm cực kỳ là không thấy đường cho nên là nhiều khi người ta phải pha lên để cho cái tầm quan sát của người ta được xa hơn và an toàn có thể là bạn không thấy đường bạn có thể là chạy chậm sát lề nhưng mà người ta đi xe tải người ta không thể nào mà chạy sát lề giống như mình được đó, Người ta mà chạy sát lề là người ta sẽ đụng trúng những cái người đi cùng chiều với người ta Cho nên là người ta không chạy sát lề giống như mình được Nhưng mà mình có thể là mình chạy sát lề vô được đó, Cho nên là các bạn đi tour đó thì mình nên lưu ý cái vấn đề như vậy ha Rồi khi mà mình đi tới nơi Ngoài việc mà mình kiểm tra dông sinh dĩa ra thì mình nên liếc sơ hết tất cả các trang thiết bị cũng như là dàn ốc ác rồi xe cổ mình coi là nó có còn ok hay không tại vì lỡ nhiều khi mà các bạn chạy nhanh nó tuôn ốc hay là nó bị uh, cái sự cố gì đó mình không thấy thì nó rất là phiền phức ha cho nên là chúng ta nếu mà xe zin thì các bạn kiểm tra thì nó đơn giản lắm nhưng mà đối với những cái bạn mà gắn đồ chơi mà chi tiết trên xe thì mình cực kỳ phải quan ngại cái vấn đề này là mình phải kiểm tra thường xuyên đó, tại vì những cái đồ này nó sẽ không có bằng đồ zin cho nên là chắc chắn một điều là nó sẽ xảy ra cái sự cố gì đó trong suốt cái cuộc hành trình thì cái này mình đi mình gặp hoài à mình hoặc là những cái người mà bạn của mình thì mình đi mình gặp cho nên là mình muốn chia sẻ cho các bạn như vậy ở nhà thì các bạn thấy là những cái trang thiết bị mình gắn trên xe nó có vẻ nó cứng dữ lắm nhưng mà khi mà các bạn chạy à, đường xa nó sẽ có cái độ rung nhất định cho nên là nó sẽ khác hoàn toàn so với là ở nhà à, về cái vấn đề mà xăng cộ thì mình khuyên các bạn nên đổ những cây xăng mà các bạn thấy là có người người ta đổ đó nhiều và những chiếc xe tải vô nó người ta đổ hoặc là cây xăng petrolimet chẳng hạn petrolimet không phải là cây nào cũng ngon đâu ví dụ như đó là có những cây xăng mà các bạn thấy là người ta đổ cũng kha khá thì mình vô mình đổ còn nếu như mà nó hẻo lánh mà tự nhiên mà thấy chả ai muốn vô hết thì khi mà mình tấp vô mình đổ những cây xăng đó thì nhiều khi nó không có được xăng không được chất lượng nha bản thân của mình đây thì hôm rồi mình mới vừa bị tức thời đó là mình đổ xăng củ chi này thôi thì mình cũng nên là petrolimet này nó chắc cũng ok đó là mình chạy vô mình đổ thì khi mà đổ ra chạy tầm khoảng vài cây số thôi là xe cái ganti nó khác liền cái tiếng nổ của xe khác liền và xe nó bị giật giật hợp hợp rất là khó chịu thì về mình có đổ cái chai mà tăng cái chỉ số xăng là cái chai G30 á xong mà mình đi đổ xăng đầy lên thay vì các bạn sẽ hút xăng ra nhưng mà mình có sản phẩm đó thì mình sử dụng luôn nó sẽ tăng chỉ số thì chạy nó cũng đỡ đỡ đó nhưng mà rất là khó chịu cái vấn đề mà đổ trúng những cái xăng đó thì video clip uh, đến đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài cái điều uh, trước khi mình đi tour thì mình phải làm cái gì. Đó bạn nào mà còn cái ý gì nữa hay hơn thì có thể là comment phía dưới cho những cái bạn khác. Người ta có thêm cái kinh nghiệm ha.